tôi có các hóa chất, dung dịch axit sulfuric đặc và một ống nghiệm chứa dung dịch trì acetat. Sau đây, tôi sẽ tiến hành thí nghiệm hóa học như sau. Nhỏ một giọt axit sulfuric đặc vào ống nghiệm chứa dung dịch trì acetat. Ta thấy trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa trắng. Ta thêm tiếp vài giọt dung dịch axit sulfuric đặc vào ống nghiệm thu được. Sau thí nghiệm, ta thu được dung dịch trong suốt. Các bạn hãy cho biết muối tan trong dung dịch sản phẩm này là gì. Chúc các bạn thành công!